Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2020-2021 được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn Hưng Yên đã đoạt giải cao. Tỉnh Hưng Yên có 2 dự án tham gia tranh tài với hơn 260 dự án khoa học kỹ thuật trên cả nước. Trong đó, đề tài, nghiên cứu chế tạo chế phẩm, Nano bạc thân thiện với môi trường bảo quản cam quyết đường hướng tới xuất khẩu thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu của hai học sinh Phạm Trọng Bình và Trần Đức Huy trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đạt giải nhì. Đề tài hệ thống điều hướng tấm pin năng lượng mặt trời theo tọa độ và thời gian thực thuộc lĩnh vực hệ thống nhúng của hai học sinh Nguyễn Minh Nghĩa và Nguyễn Thành Luân trường Trung học phổ thông phù cử được ban tổ chức trao giải tiềm năng. Đây là sân chơi bổ ích cho học sinh phổ thông phát huy sức sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn.